Nếu như không có sự ra mắt của Tom và Jerry quậy tung New York, chắc chắn rằng Thần Bíp Jack Chôn đã trở thành bộ phim đáng xem nhất trong dịp Tết này. Tuy nhiên, phim lừa đảo bài bạc này vẫn chưa đạt đến cảnh giới phê cực độ và đã theo kiểu dã man như những gì mà mình sẽ mong chờ. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục review của Dạp Châu Phi. Đầu tiên, bạn đừng hiểu nhầm Jack Chôn nghĩa là nam chính Inchon bị chột nhá. Trong giới bài bạc, cũng thực ra chỉ những gã đánh bài siêu đỉnh, bất bại trên mọi ván đấu. Và đặc biệt là những gã này cũng khá thông minh và hay dùng mánh khóe khó lòng phát hiện được khi chơi bài. Còn Jack thì ám chỉ quân bài G trong bộ bài Tây. Trong suốt bộ phim thì mỗi thành viên trong băng đảng lừa đảo cũng nắm giữ một quân G. Phim này đưa khán giả theo chân cậu thanh niên Inchon mãi không thi đậu kỳ thi quan trọng vì quá mải mê xa vào trò cờ bạc. Có những lần thắng linh đình nhưng cũng có những lần thua bét nhè. Trong một lần bị thua trắng trợn phải đụng độ với giang hồ truy đuổi, cậu gặp chú chột Aiku, một người bạn cũ của ông bố mà cậu chẳng hề muốn nhắc tới. Từ đây thì cậu gia nhập băng đảng của Aiku cùng với ba thành viên nữa, đó là ông bác điềm tĩnh Kyuwon, gã dân chơi hám gái Kachi và cô nàng nóng bỏng lanh lợi Yongmi. Và họ đã cùng nhau tạo nên những phi vụ lừa đảo lôi cuốn với những pha nhập vai xuất thần, lẫn lộn và không biết ai là sói và ai là cừu. Nhưng câu chuyện phim không chỉ có mỗi chuyện lừa đảo đâu, những bí mật quá khứ từ đời tư của bố Inchon bị đào bới lại, khiến cho mỗi ván bài trở nên một cuộc trả thù đẫm máu, và phần thưởng không chỉ là tiền mà còn là mạng sống của kẻ thua cuộc. Nếu như có một chút kiến thức về bài bạc, chắc hẳn khi xem phim các bạn sẽ hiểu rõ hơn các nhân vật đang nói gì và lo lắng như thế nào với những thuật ngữ được dùng ra liên tục. Nhưng nếu như các bạn nằm trong típ những người chưa chơi bài bạc bao giờ, mình tin rằng trải nghiệm phim ảnh của các bạn cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều đâu, vì phim này xây dựng nhịp phim và lối cắt dựng khá biết cách tạo lôi cuốn cho người xem. Tuy nhiên, nếu như ca tụng phim này là twist lồng twist thì hơi quá, vì cách giải quyết tình huống không quá khó đoán. Phe phản diện nhìn có vẻ rất ngầu lòi nhưng cũng dễ bị thất bại trong chớp mắt, nên vẫn chưa thực sự thỏa mãn kỳ vọng của người xem. Dựa trên bộ comic của tác giả Heo Jung Man nên nội dung sẽ trải dài từ khi nhân vật còn nhỏ đến lúc trưởng thành qua mấy chục năm. Nhưng khi đưa lên phim thì có lẽ vừa muốn giữ những nét hay của comic, vừa phải đảm bảo thời lượng không quá dài dòng. Nó đã khiến cho nhà làm phim phải ôm đồm quá nhiều thứ, phân chia các câu chuyện nhỏ không đồng đều, chỗ thì quá lê thê, chỗ thì lại được lực bớt. Quay trở lại với thông điệp và bài học của phim, thế xem phim về bài bạc có phải là cách ủng hộ tệ nạn này không nhỉ? Không hề đâu các bạn nhé, vì phim này cho thấy hậu quả khôn lường của trò đỏ đen này đã tước mất đi linh hồn của người chơi như thế nào. Máu mè, bạo lực và chất hiện thực không hề khoan nhượng của bộ phim. Bạn sẽ thấy được những con bạc bị cưới chân, chặt tay, tra tấn dã man như thế nào. Nhưng vẫn có những người tìm đến bài bạc để tạo nên móng vốn liếng cho gia đình và bản thân. Lời khuyên dành cho họ là phải biết rút lui đúng lúc, đúng thời điểm để có thể trở về với cuộc sống lương thiện bình thường. Để đánh giá về diễn viên và diễn xuất, vì mỗi nhân vật được xây dựng với tính cách rõ ràng và khác biệt, nên các diễn viên đều nhập tâm tốt vào vai diễn của mình. Chỉ cần nhìn kiểu mái tóc khá bảnh của nhân vật chúa hài Lee Kwang Soo thủ vai, nó đã khiến các khán giả phải bật cười rồi. Hoặc với vai diễn nàng thương Madonna khiến nam chính bao fan sao xuyến và cay cú, Yoo Ah Choi chỉ cần đẹp thôi, nó đã đủ sức thu hút những bạn nam và những khán giả cho trong rạp. Trong phim cũng xuất hiện khá những cảnh nóng với những mối tình chớp nhoáng, nhưng nếu trông đợi đây là bộ phim ngôn lù thì rõ ràng mình dám chắc các bạn sẽ phải thất vọng. Tình yêu ở trong phim này cũng hoàn toàn là lừa đảo, giống như những gì xuất hiện ở trong sòng bạc đấy các bạn nhé. Vì đây là phim bài bạc nên từng âm thanh sáo bài, lật bài cũng khiến các khán giả phải thót tim theo diễn biến của ván đấu. Âm nhạc trong phim khá vui vẻ và hào hứng, nhưng vẫn có giai điệu lắng đọng trong những phân đoạn trầm tư. Hình ảnh của phim nói chung tạm ổn vì chủ yếu các nhân vật toàn ngồi bàn mưu tính kế hoặc chơi bài với nhau nên góc máy không có nhiều điểm đặc sắc. Tuy nhiên khi cần góc quay nghệ thuật thì vẫn cho khán giả chiêm ngưỡng được những góc quay ngược sáng, khá củ nghệ. Nếu như nhìn kỹ, bạn sẽ thấy phim này còn vướng vào nhiều lỗi logic to đùng và cách mà các nhân vật trở mặt với nhau nhiều khi chưa thực sự thuyết phục. Và phim cũng cần tung nhiều mánh khóe chơi bài phức tạp hơn nữa, chứ mấy trò ở trên phim này suy cho cùng cũng chỉ là trò khôn vặt để dễ áp dụng mà thôi. Nhưng nói như thế không có nghĩa là phim này dở tệ, nên các bạn hãy yên tâm mà đến rạp để ủng hộ bộ phim này. Các bạn cũng đừng quên để lại những comment ở phía dưới đánh giá về bộ phim này cũng như subscribe ủng hộ kênh YouTube của Dạp Châu Phim. Xin chào và hẹn gặp lại.